Rồi, ngày này ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 thì mình sẽ cân cáp con cục lạnh Toshiba. Và mình đang thực hiện cân cáp thì các bạn cứng cuối dần nóng đầu kinh lọc cáp mình đã thay. Đây kiện là lớp tăng tua mà để mình thực tế được là cả bao nhiêu là đủ khi nó tăng tua. Đây rồi mình tăng tua đây, tăng tua cả nghe chưa, cả lên bao nhiêu. Áp được chính xác cáp và ga thì mình cũng cáp và dù inverter thì nó vượt quá 250. Đây bằng tua hết sức rồi. Giờ trước thì mình đã làm cũng xung xung inverter ngay dàn được lập hay là một dàn mấy inverter thì các bạn phải mặc định là nó sẽ không vượt quá khi in khi tăng tua là không vượt quá này 250 này. Toshiba khi nó tăng tua đòi hỏi là ở spa đây và các bạn kiểm tra này buổi dân nóng này đầu pin lọc và cáp này cũng vô dần lạnh và mình đã thấy cầm hồng nước kim của đồng hồ không vượt quá khi nó tăng tua không vượt quá là 250. Vì sao thì nếu vượt quá 250 thì áp ga lên nữa thì nó sẽ vượt lên rất là nhiều và đâm ra hiện tượng là tắc hoặc là chạy không mát và mấy bạn cần cho mình 2.2 đó và Toshiba inverter màu đen là TG41 màu đen. Các bạn cân cáp như vậy ok mình đã làm đây nên tăng tua rồi nghe rồi mình xả đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn theo dõi kênh Điện Ảnh Khang Huy. Ngày hôm nay ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 mình đã thực hiện cả là cứng cáp tủ lạnh inverter Toshiba. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.